một cái viên cỏ nó rơi xuống đường cọc và tại sao nó đau? Và bởi vì lúc này nó gây tắc nghẽn và dịch mật thì nó rất tiết ra và nó làm căng giãn đường mật ở phía trên nó và bệnh nhân rất là đau. Đau một nhìn cái mặt từ lúc cơn đau hoàn bệnh đến lúc này cái đường mật nó mặc dù nó bầu sỏi mà đường mật nó thông thoáng nó không thể tự lại đẹp. Dạ. Rồi cái đau một cửa cũng rất là ghê gớm, một cái cơn đau toàn thân. Thì nhắc lại, người ta cứ kêu là đau lưng đi chụp rồi đi siêu âm thì các anh chị cứ chẩn đoán sỏi thận và cái đổ thừa là cái đau lưng do sỏi thận. Dạ xin thưa, đau lưng là do cuộc sống chứ không phải là do cuộc sỏi thận. Còn nếu mà nó đã đau do cuộc sỏi là cơn đau quả thật, mà thực ra nó mà dùng từ đúng hơn là cơn đau bão thật, tức là đang trời qua hơi thẳng như vậy, tự nhiên là lồng ngực nó ôm cái này đau, lúc đó là đây đau xíu ông cái bà luôn và đau rất là dữ dội, thì lúc đó gọi là cơn đau. Đúng không? Tức là đã không bị đau thậm chí sỏi gì thôi mà đau là đau rất là ghê gớm. Và nó cơn gọi ngày xưa gọi là cơn đau bão thật luôn, đau rất là dữ dội. Còn bình thường nếu là nhân cơn đau như tôi thì đang đau lưng, cái này là tôi không siêu âm, tôi cũng biết là tôi chẳng vấn đề gì thật hết, là chắc chắn cuộc sống già rồi nó lão hóa, cuộc sống nó lão hóa rồi. Đó là đừng có đầu tiên cái cuộc sống. Bây giờ mình sẽ đi vô từng cán bộ. Thì cái bài ngày hôm nay tôi cố gắng hết không thể hết, mình sẽ loạt qua một số vấn đề về gan mật tụy nó gây đau mật cấp, một số vấn đề về hệ niệm gây đau mật cấp, một số vấn đề về ống tiêu hóa đau mật cấp, và quan trọng nhất là mình đối diện hàng ngày khi một người phụ nữ trong độ tuổi sinh sản vô tình bị của mình đau mật cấp thì cái đầu tiên là phải loại trừ cái đường thai cản trở. Các chị có bao giờ loại thai cản trở nhiều lắm đúng không? Tại vì nếu mình thêm trực ra đám xong mình giao ban cũng biết làm sao thay đổi không phải không. Rồi bây giờ tôi đề cập đến cái đầu tiên là cái hiện lành nhất là sỏi túi mật không nguyên chất. Nên nhớ rằng là bây giờ nếu mà các chị làm siêu âm xong thì các chị phải ghi rõ là sỏi túi mật không biến chứng hay là bị viêm túi mật cấp do sỏi, hai cái đó khá khác nhau. Sỏi túi mật không biến chứng là gì? Khi mình thay đổi tư thế các chị thấy là sỏi nó nổi túi mật. Đó, bệnh nhân nằm thì sỏi nó nằm trên động lực, còn bệnh nhân ngồi dậy thì cuộn sỏi nó chạy ra động lực, thì đó là gọi là sỏi túi mật không biến chứng. Và các em còn rất là nhiều ưu thế ở phụ nữ, tại sao ông nợ giúp cho bao nhiêu sỏi là sỏi mật bệnh đó cả bà đúng không? 80% không đang có bệnh nhân. Rồi như vậy thì nếu mà khi mà bệnh nhân thay đổi tư thế, thường là tôi cho bệnh nhân nằm và ngồi dậy thôi, thì cái cuộn sỏi nó chạy, như vậy đó là sỏi túi mật không biến chứng và nó không phải là nguyên nhân gây cơn đau, đúng không? Thì như vậy thì cái tiên quyết đầu tiên là sỏi di chuyển trong túi mật theo động lực khi bệnh nhân thay đổi tư thế, đó là biện pháp thăm khám bắt buộc để chẩn đoán hoặc loại trừ viêm túi mật cấp do sỏi. Vì lâm sàng nhiều khi nó cứ chẩn đoán bệnh nhân viêm túi mật cấp do sỏi, thì khi mình làm siêu âm bắt buộc phải có biện pháp này cho bệnh nhân ngồi chạy và nằm xuống để coi là sỏi nó có di chuyển theo cái tốc. Rồi giờ mình sẽ có bệnh nhân này đau thượng cấp 1/4 trên phải và sốt. Bệnh nhân đang nằm để đè một cục, thêm một cục có bốn lần đúng không, nhưng cái cục quan trọng nhất là cái cục này nó nằm ngay ngang cổ đúng không, đúng không? Cái gì đồng ý đến đâu là có sỏi túi mật không? Rồi thế nhưng bệnh nhân này nó chưa đủ, đây là bệnh nhân đang nằm và bắt bệnh nhân ngồi dậy, bắt bệnh nhân ngồi dậy thì thấy thứ hai cái cục sỏi này là nó chạy về phía phía đáy. Còn cái cục sỏi mà nó nằm ở ngay cổ túi mật thì nó còn bị gì? Cái gì công nhận không? Như vậy có nghĩa là khi mình thay đổi tư thế thì cái cục sỏi nó bị kẹt ở cổ túi mật, nó không di chuyển. Đúng không? Và cái tiêu chuẩn sỏi kẹt cổ túi mật là cái tiêu chuẩn gần như là bao gồm cái đó là sỏi. Sỏi viêm túi mật do sỏi. Thấy chưa? Như vậy thì rõ ràng có một cái cục sỏi nó kẹt ở cổ túi mật và nó gây viêm túi mật cấp. Như vậy thì trong trường hợp này tôi chẩn đoán là viêm túi mật cấp có sỏi. Dạ. Như vậy thì đầu tiên và như vậy là mình phải biết là sỏi túi mật mình gặp rất là nhiều nhưng mà không phải trường hợp nào của viêm túi mật. Và bây giờ hình ảnh trong viêm túi mật cấp có sỏi thì có cái gì? 90% trường hợp viêm túi mật cấp là có sỏi. Như vậy thì nếu một cái người mà có sỏi túi mật thì đó là điều kiện thuận lợi để người ta bị viêm túi mật cấp sau này. Chứ không phải là tại cái thời điểm mà bệnh nhân đi khám bệnh thông thường thôi, mình thấy cái cục sỏi mình chẩn đoán viêm đó là sỏi túi mật không biến chứng. Và nếu mà bệnh nhân
vô đau ngoài chỗ phải sốt thì mình phải đi tìm viêm phổi cấp. Mà như vậy trong viêm phổi cấp thì 90% là nó có sỏi. Rồi cái dạng thứ hai là sỏi mình phải tìm được là nó kẹt ở cổ hoặc ống phế quản, bằng cách là phải cho bệnh nhân thay đổi tư thế để coi là nó có kẹt cổ phế quản hay không. Đó là cách chuyển hóa để chẩn đoán. Và cái này thì anh em làm thường bỏ sót rất là nhiều, đúng không? Rất là nhiều trường hợp mình chẩn đoán người ta bị viêm phổi cấp có sỏi mà không có thay đổi tư thế, đúng không? Đó, bây giờ phải thay đổi thái độ, tại vì phải chọn một thái độ tự nhiên. Khi mà sỏi mà nó kẹt ở phế quản rồi á, thì nó gây viêm phế quản và cái phản ứng viêm càng ngày càng nhiều thì cái túi mật buộc nó phải thành to. Không có một cái viêm phế quản nào mà túi mật không thành to. Cho nên nếu túi mật không căng to thì cảm giác cái trận đoán viêm phế quản. Và cái điều này các anh chị nên nhớ là bác sĩ sai rất là nhiều, kể cả bác sĩ trên chúng tôi. Bởi vì trong đó có nhiều ca sai cũng chính là do cái chuyện coi cái ca sai cho để học cho nên không phải là ca thì các chị thấy là túi mật căng to là thành không buồn. Tiêu chuẩn căng to là gì? Cái đường kính ngang nó trên 4 cm và chiều dài nó trên 8 cm. Đây là ảnh rất là quan trọng. Và kế tiếp đừng có bao giờ quên làm cái dấu hiệu mất chương trình sử dụng. Cái này nó giống như mình thăm khám lâm sàng. Thăm khám lâm sàng người ta ví dụ như đau đau cái ố dọc phải để mắt lúc này thì người ta nhấn vào cái điểm đau đó. Nhưng cái mắt lúc này người ta thăm khám lâm sàng không bằng làm siêu âm. Mình làm siêu âm mình thấy ngay cái đầu cửa đó ấn đầu dò vô thì nó chính xác hơn. Bây giờ cái mất chương mình làm trên siêu âm chính xác là lâm sàng. Lâm sàng người ta ước lượng là cái túi mật nó nằm ở điểm giữa mặt sườn này thôi. Nhưng mà nhiều khi trên siêu âm mình thấy nó hơi là qua phải hoặc là qua trái. Vì trên xưa mình thấy là cái túi mật căng to nó được ấn một cách là bệnh nhân nhảy hộp này nè. Như vậy bắt buộc phải làm cái này mất tiền tiền rồi. Thì cái này nó lên đến 90% được không? 10% còn lại nó không được. Tại sao không? Thì những trường hợp có một số đặc tính là vì do nó hoại tử cái thằng túi mật luôn và nó tiêu luôn những cái thần kinh cảm giác cho nên nó có một cái đau tức là một chút là mình có tiền. Như vậy là cái đối với mất tiền nếu một cái dấu hiệu mà nó không đặc hiệu mà đừng bao giờ dựa vào nó để chẩn đoán là dày đều các thứ mật. Một cái bắp thứ mật ngày xưa tiêu chuẩn dày 4 ly 3 ly, nhưng mà bây giờ tiêu chuẩn mới thì là dày trên 4 như thế này thì vẫn là dày. Bởi vì đây là một dấu hiệu không chuyên nghiệp, bởi vì rất nhiều bệnh lý có dày các thứ mật và bệnh nhân không có biết. Thành ra là đừng dựa vào cái dấu hiệu này. Và nói ngược lại là gì, nhiều khi thứ mật nó viêm rất nặng nhưng mà bắp túi mật nó không dày trên cổ tay, nó vẫn mỏng, nó ngồi bình thường không biết. Như cái trường hợp lúc nãy sẽ sỏi dày cổ túi mật, nó bắp túi mật nó thêm qua chưa đến 3 ly, đó mình vẫn được nói biết. Như vậy thì lý do là gì? Thứ nhất là thành túi mật nó có thể dày vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Cái thứ hai là khi túi mật nó căng quá to thì cái bề dày thành túi mật nó sẽ giảm đi. Đấy vậy thấy không? Một cái túi mà nó căng quá mức, mặc dù nó có viêm đó nhưng mà cái sỏi mặc dù nó có cái đó, thành ra là mình dựa vào cái, thành ra là cái gì đấy có cảm giác là còn phải bỏ nó vàng, còn đây là không phải là sử dụng bóng buồn và dạ. Như vậy thì cái gì đấy đó nhìn thấy nó đang đề cập đến cái dạng thấp của mình, cái gì đấy sỏi nhưng mà có biến chứng cũng dài là sỏi, sỏi mà không sỏi viêm nhưng mà không có sỏi cũng dày lắm cái vật này. Đó. Rồi những cái nguyên nhân khác ví dụ như là bị sơ gan, suy gan, suy thận, suy tim là cũng dày lắm cái vật này. Đó. Rồi các chị thấy có những cái nguyên nhân ví dụ như viêm gan cấp cũng dày lắm cái vật này, viêm tụy cấp cũng dày lắm cái vật này. Rồi adenomatosis tức là tăng sản cơ tim mất cái vật cũng dày lắm cái vật, rất nhiều nguyên nhân để dày lắm. Bây giờ như vậy thì nó không phải là tiêu chuẩn bắt buộc để mình chẩn đoán nó là một. Mình thấy dày lắm là tại vì có nhiều bác sĩ có phản ứng là cứ dày bắt trên 30 mét, ngày xưa cứ dày 30 mét đó thì nó không phải là một cái. Đây là một bệnh nhân sốt và da, cái gì thấy rằng là mình thấy cắt ngang này, mình thấy đây là cái lá cắt dưới mặt sườn, thấy cái mắt cũng một thanh dạng bị lên và khi mình quét như này nè, mình thấy cái hình sáng xung quanh đó là thành thành bụi, cái gì thấy đây cái thành mắt cũng một thanh dạng, cái hình ảnh sáng đây là hồi âm dày để chính thành thành thâm nhiễm mỡ ở dưới xương tim. Và cái nhìn thế cái quan trọng nhất là mình thấy mình sỏi thẳng như này cái ngay cái cổ trước mặt bây giờ thì trường hợp này là mình phải cho thay đổi tư thế cái cục sỏi này nó không có rơi ra không có rơi xuống nha. Rồi cái bề nề và túi mật trong trường hợp này là số 2 là bằng bao nhiêu lên số 1 là cái cục sỏi 12 ly, cái số 2 này là 8 dày 8 mm, cái
cái đường dẫn sẽ được 48 mm chiều dài này lên đến 11. Thường á là cái về đường kính ngang của nó trên 4 cm và chiều dài là trên 8 cm. Vậy thì đây là một chiến lược để chẩn đoán về một cái bệnh lâm sàng là sốt và da không sợ phải. Dạ. Rồi mình làm cái mốc phim ở trên siêu âm ở cái đầu dòng này mình chẩn đoán để chắc chắn. À. Nhưng mà bệnh nhân này nó nhiều tiền nên mình luôn lo lắng về cái CT. Mình làm CT thì mình thấy cũng là nó dày bắt cái vật và nó thâm nhiễm mỡ xung quanh nhưng mình không thấy cái cục sỏi đâu cả. Thì nên nhớ rằng là đối với sỏi động vật á thì 90% nó là không đặc quả. Cho nên trên CT mình thấy sỏi, mà trên siêu âm mình thấy sỏi rất là tốt. Như vậy thì nói ngược lại, nhưng mà cái mà siêu âm không thể nào bằng CT được là cái là không nhiễm mỡ quanh cái thủy mặt bệnh viện là siêu CT là số 1. Thấy không? Thì trên chắc chắn đây là một cái bệnh viện quan cấp có sỏi, nhưng mà trên CT này không thể được một đó mà dựa vào siêu âm. Như vậy siêu âm nó có hai đặc điểm cho CT. Thứ nhất là những cái sỏi nếu mà có sỏi thì trên siêu âm được thấy, trong khi đó 90% là CT không có thấy được cái sỏi, nó sỏi không đàng hoàng. Cái thứ hai là trên siêu âm làm được cái mọc phim, còn trên CT thì mình đâu có làm được, đâu có nhấn được cái điểm đó, đúng không? Làm CT mình nhân ra còn đâu có lại đánh giá là cái miếng mọc phim trên siêu âm, đúng không? Và đó là hai cái đặc điểm của siêu âm so với CT. Nếu mà mình làm cầu phân tử đường mật á thì nhờ cái cục sỏi này mình sẽ thấy được này, đây là cái cục sỏi nó kẹt ở cổ mật trong cái miếng mật đó. Nó là nặng quyết dịch thôi, và trên cầu phân tử đường mật thì dựa vào cái niệm dịch đây là cái quyết mật. Dạ. Tức là một cái cục sỏi nó nằm ở vị trí này. Dạ. Bên nhân này sốt và da đau ăn sườn phải. À, đúng theo cái kiểu của viêm đường mật cấp. Mình làm siêu âm mình thấy nó có các vùng túi mật, cái đất túi mật đang có một ít dịch bao quanh cái mật và trên cái lá cắt dưới mặt sườn cái mẹ sườn đó mình thấy là quanh nó là cái nặng dày của cái thâm nhiễm mỡ mật. Tại vì cái gì không có biết chứ còn trên siêu âm cái dấu hiệu cái thâm nhiễm mỡ trên siêu âm rất là dễ thấy nào nếu chú ý lại đó rồi nhưng mà không có sỏi kẹ hoàn toàn nhìn không thấy sỏi đâu hết cả đó mình làm cái phần viên trên siêu âm mình dừng lên đúng không rồi người ta được làm trên điều kiện chứng lại thì rõ ràng đây là một cái nghiên cứu cung cấp và không có sỏi. Như vậy đây là một trường hợp viêm tuyến mật cấp không sỏi. Thì viêm tuyến mật cấp không sỏi mình gặp nó như thế nào? Thì so với cái có sỏi thì gặp ít hơn rất là nhiều. Cái tiêu chuẩn thứ nhất là mình không có thấy sỏi kẹt ở cổ tuyến mật và mình không thấy sỏi trên siêu âm. Cái thứ hai là tuyến mật luôn luôn phải cận to chiều ngang trên 4 cm chiều dài trên 8 cm. Cái dấu hiệu mất phi trên siêu âm là phải dương tính, đúng không? Rồi dày đều thành tuyến mật trên 4 mm, đây cũng là dấu hiệu không riêng biệt. Là như vậy nó khác duy nhất với cái thằng có sỏi là nó không thấy sỏi, nhưng cái điều này cũng tiên lượng, tiên lượng nó xấu hơn viêm tuyến mật có sỏi, bởi vì 40% là có các biến chứng như hoại tử và tổn tần suất tử vong lên đến 30%. Và cái viêm tuyến mật không sỏi này thì người ta thấy nó là rất gặp rất nhiều bệnh nhân tiểu đường, tiểu đường nó là đau. Dạ. Bệnh nhân đau bằng sườn phải sốt và có tiểu đường, cái gì thấy cái thành cái con cái dài đó, không có sỏi ở trong nha, thì có đúng rồi hóa là thành không có sỏi trong đó, đúng không? Đó rồi mình cắt ngang cũng không tìm thấy sỏi. Bây giờ thành tuyến mật rất dài, đúng không? Cái đường tuyến ngang là 55 mm, theo các bạn xem viêm tuyến mật cấp không sỏi điển hình. Có trường hợp khác, cái gì thấy cái trường hợp này thì thành tuyến mật rất dài, trường hợp này mình đo và sườn phải sốt mình làm cái thành tuyến mật này không có dài đâu đó, mình chưa đo nhưng mà biết thành tuyến mật này không có dài đó. Đo cái chỗ dài nhất đó là 4.8, nhưng mà mình sẽ không chấp nhận cái chỗ này, đo chỗ này nhưng tại sao cứ lựa chỗ dài mà đo cái thành tuyến mật này không có dài nhưng không có đo. Nhưng mà cái này mình chẩn đoán là viêm tuyến mật cấp, viêm tuyến mật cấp rất là cao đó, và trên cái hình ảnh CT cũng thấy thâm nhiễm mỡ quanh tuyến mật rất rõ, đường kính ngang tuyến mật là 42, chiều dài tuyến mật là trên 100 mm. Vậy nên tuyến mật cấp không rõ. Như vậy là nhớ nha, cái bề dày thành tuyến mật nó không phải là tiêu chuẩn quyết định, đúng
không? Và tưới bằng cách đó là rất là quan trọng. Cái mất viên trên xương quan trọng thứ hai. Rồi, bệnh nhân này sốt vàng da, căng tức mạch bên phải. Mình làm xương mình thấy cái nặng này có phải là viêm nhiễm khuẩn không? Không rõ không? Các chị trả lời. Ban đầu viêm này giờ mình học nhiều rồi, giờ học càng đọc. Có phải là viêm nhiễm khuẩn đó không? Cái mũi tên tôi đang chỉ, đây là tôi đang chỉ về tĩnh mạch cửa và đường mật. Đây là tôi đang chỉ về một cái cấu trúc gì đó. Đây là cái gì đây các chị? Đúng không? Đúng không? Theo tôi đó là túi mật. Nhưng mà cái túi mật này cái gì thấy là mình không có thấy cái lọn đó nữa. Đúng không? Mà mình thấy nó rất là phù đề cái thành. Cái lọn nó không còn nữa. Đúng không? Bệnh nhân sốt vàng da, ăn rất là sữa. Đúng không? Rồi, để nói cái gì mình nhớ. Đó là bệnh nhân thành cấp. Không phải là bệnh nhân mật. Và viêm gan là thằng hoa chứ không phải là mổ. Tại vì nếu cái chuyện viêm túi mật cấp là cái chuyện mổ, còn cái này là viêm gan cấp. Viêm gan cấp là gì? Cái thành túi mật nó phù đề rất là dữ dội, cái lòng túi mật gần như không có. Và cái gì thấy là nó tăng cái sáng quanh phản cửa, nó gọi là periphotoscopic, tức là giống như cái cổ cái áo, cái gì thấy quanh cái tĩnh mạch cửa, cái đàn hồi âm rất là dày đó. Rồi cái gì có mặt là tại sao viêm gan cấp mà cái thành tố mật nó lại dày và cái lòng tố mật nó lại không có được mật? Khi viêm gan cấp là bệnh men bị viêm gan cấp, cho nên nó không có thành tố mật, nó suy giảm thành gan, cho nên không có mật. Và khi mà nó viêm tố mật cấp là nó bị xuống tắc mật cấp, nó ứ đọng dịch trong túi mật, túi mật nó tăng to lên ở trong trường hợp này. Và đây là một trong những ca mà người ta đã chẩn đoán sai là bệnh nhân viêm túi mật cấp. Nhưng mà thực ra là đó là một cái viêm gan cấp. Viêm gan cấp là điều kiện cơ quan các chị. Dạ. Giờ viêm gan cấp mình thấy cái gì? Thông thường viêm gan cấp là do siêu vi A, B, C, D, E gì đó. Nhưng mà thông thường nhất là B, C và A là ba cái. BC thì lây qua đường máu và A là qua đường máu. Không, mình có 5 cái nặng. Cái nặng thứ nhất là gan to. Cái nặng thứ hai là phù nề quanh phản cửa. Cái nặng thứ ba là dày nặng túi mật. Cái nặng thứ tư là mật phiền trên thịt vòm thận. Nó dày như vậy đó, nhưng mà đè vô bệnh nhân không có nhỏ nhỏ lên để không bị biểu hiện túi mật cấp có sỏi. Không. Và thành ra nó là biểu hiện âm tính, nhưng mà mình phải làm trên những năm gần đây là tăng cái đường kính. Và cái mix có biết gặp mặt gan cái này biết gì được không biết không mặt được. Vậy bố vấn đề là quan trọng như vậy. Đầu tiên là nó gan to. Thì bây giờ mình nhắc lại, thì theo cái mình đo là mình đo trên đường cung đỏ. Và cái đo cái nhiều nhà gan trên đường cung đỏ, người ta nói nó to khi nó trên 15.5 mét. Đó là một cái tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn thứ hai là cái bờ gan phải nó vượt qua từ dưới thành phải. Tức là thông thường cắt gan mình sẽ thấy cái gan phía trước và cái thận phía sau. Đây cái bờ gan nó vượt qua từ dưới thành phải. Trong khi đó cái kích thước gan trái bình thường thì mình nghĩ nó là gan to. Và cái bản thứ ba có thể gợi ý gan to là cái bờ gan nó tròn, tức là cái góc của nó trên 45 độ, gan to. Dạ. Cái hồi âm gan nó có thể kém hơn bình thường, nhưng cái hồi âm gan bình thường không loại trừ viêm gan cấp. Tức là trong viêm gan cấp thường có hồi âm gan nó lên từ gan trái. Cái vậy là đầu tiên mình coi cái gan to. Rõ ràng mình đo trên đường cung đỏ thì cái gan bây giờ rồi. Cái thứ hai đó là nó có đây là cái thận, cái bờ dưới gan nó tròn, nó vượt qua cái bờ dưới thành phải. Đây có cái thận này, cái bờ gan nó tròn, nó vượt qua bờ dưới thành phải, việc đó là gan to. Nhưng mà cái hình ảnh này mình gọi là mình phải phân biệt với một cái biến thể giải phẫu nữa, nó gọi là cái thùy gan renin. Cái thùy gan này nó rất là đặc biệt, tức là cái bờ gan nó nhỏ và nó trải dài xuống dưới và dưới thận phải. Thì đây là một cái biến thể giải phẫu chứ không phải là cái gan to. Thì khi mà nó bị cái này có cái thùy gan renin này thì thường là cái gan cả nó sẽ nhỏ. Thì cái phân thùy sáu này nó trải dài qua cái bờ dưới thận bên phải và cái góc này là thẳng nhọn dưới 45 độ, cái thùy gan trái nó nhỏ. Thì đây là cái biến thể giải phẫu.
Như vậy là đây là biến thể giải phẫu chứ không phải là gan to. Còn cái trường hợp này gan to là vượt qua bờ dưới của bờ sản phẩm đó thì nó gan to. Cái phù nề quanh hàm cửa là mình phải biết thì mình phải đi tìm. Không có hai cái hình ảnh để nói về cái phù nề quanh hàm cửa. Cái thứ nhất là nó gọi là cái hình ảnh bầu trời sáng. Các chị thấy là cái gan mà các chị thấy nó có những cái đốm sáng rất là như thế này, đúng không? Một cái nền gan đen, đúng không? Tốt, và nó có những cái đốm sáng. Cái này nó gọi là starry sky hoặc là starry night, đều được đấy. Buổi tối mà nó có nhiều trăng sao, à, thì đó là cái hình ảnh bầu trời sáng. Cái vấn đề này nó không có đặc biệt lắm, nhưng mà khoảng 60% là nhân viên ban cấp thì thấy được. Cái dấu hiệu dày quanh bàn cửa rất là quan trọng, như cái hình ảnh video này các chị thấy đó. Đây là cái tình hình cửa, nhánh tình hình cửa, thì cái này là cái nhánh đường mật cái như thế, cái khoảng dày quanh cái tình mật, cái ảnh nó bồi ông dày đấy đó. Đó là hai dấu hiệu, nhưng mà rõ ràng là dấu hiệu này nó rất là chú đáo. Mà cái dấu hiệu mà ấn tượng nhất là nó gặp vào mặt là cái dày thành tuyến mật. Thì cái gì thấy giống như cái video lúc này, cái trường hợp này bệnh nhân sốt nâu sốt vàng da và mình không thấy lòng tuyến mật luôn. Thế gì đó, cái hình ảnh này tôi lấy trong sách, còn lúc này cái ca kia là cái này tôi làm cao để nhìn thấy rằng là cái thành tuyến mật cái dày này thì nó dày đồng tâm, nó nhiều lớp và xen kẽ là cái dịch phù nề. À, cái hình ảnh này điển hình nhất là trong viêm gan cấp A, viêm gan A rất là thấy cái hình ảnh này. Cái thứ hai là cái lòng tuyến mật nó xẹp, thì ra không có dịch ở trong lòng tuyến mật. Như vậy thì cái hình ảnh đập vào mắt là cái hình ảnh này, không, cái hình ảnh cũng phải tự do cái gì còn nhiều hơn. Dạ, cái mờ pi trên trường thì những năm gần đây người ta làm đúng được, làm thêm cái đốm nền là mặt gan. Thì người ta thấy cũng là thường mà là viêm cấp gan cấp là được. Cái lượng chính trung bình của mạch gan đó là 3.6 so với người bình thường 2.7, tức là nó tăng cái lượng chính của mạch gan. Cái fistulit là mạch gan nó trên 100 so với cái trung bình của mình làm cái là mạch gan, cái là mạch gan này là 2.2. Thì bình thường á là cái fistulit bình thường khoảng chừng 100, nó người ta là thống kê người ta thấy khoảng gần 109 so với 66, tức là ở người bình thường nó dư, nó bằng nửa lần khi mình cấp nó là không được. Nhưng cái này không bắt buộc đâu, dựa vào cái chứng phẩm là phải bạn tốt rồi. Bây giờ mình coi một số cái hình ảnh. Cái gì thấy đây là một cái viêm gan cấp, cái lòng tuyến mật nó luôn được sáng, thành tuyến mật nó phù nề nhiều đó, đúng không? Rồi đây là hình ảnh CT của trường hợp này. Cái gì thấy cái thành nó phù nề lên đây. Rồi quanh cái bàn cửa là cái giảm độc độ của cái gọi là phù nề quanh bàn cửa, đúng không? Đây là một cái hình viêm gan cấp có hình siêu âm. Cái hình ảnh này là hình ảnh tôi làm sau khi bệnh nhân được nằm tại bệnh viện. Bệnh nhân này được trả rất là nhiều tiền. Khi bệnh nhân vô sốt vàng da, đau tức mạch thượng thải thì bệnh nhân được siêu âm. Thì cái người bác sĩ làm siêu âm đầu tiên là chẩn đoán là viêm tuyến mật cấp. Lên trên khoang mạch thì người ta khám, người ta thấy là bệnh nhân tâm khám không có đau, và thường làm mất phi đau tính. Thì nên nhớ là lâm sàng nó rất là quan trọng, bởi vì nó không có tên trong hình ảnh hẳn đâu. Ông nói là viêm gan cấp mà nó làm mất phi lâm tên, nó đâu có tên. Nó đưa ngược xuống làm CT. CT thì bác sĩ CT cũng đọc là viêm gan cấp. Rồi hôm đó tôi nào làm cầu ống từ thì bệnh nhân cuối cùng được làm cầu ống từ. Đến khi tôi làm cầu ống từ thì mới nhận lại xung là tôi nói là cái này viêm gan cấp. Rồi tôi mới quyết định là tôi sẽ lấy cả hình siêu âm. Tôi cũng biết đưa bệnh nhân qua phòng siêu âm để tôi lấy hình để tôi phải thấy xem. Đó là cái hình siêu âm này làm sau khi làm cộng hồn tử, đúng không? À, nhưng mà cũng phải là tại vì tôi biết bệnh cho nên tôi nói cái này là viêm gan cấp chứ không phải là. Cho nên bệnh nhân này có cả siêu âm, có cả CT và cộng hồn tử. Bây giờ trên siêu âm mình thấy gì? Rõ ràng là cái thành tuyến mật này nó phù nề, nhưng mà cái lòng tuyến mật này đâu có căng, đúng không? Đúng không? Số bạn già đến mạng sự làm một khi nó không có dương tính. Rồi thì trên CD sau đó bệnh nhân được làm một bác sĩ khác đọc thì kết luận là trên CD cái gì thấy đó, đó nó phù nề quanh mạng cửa rất rõ nè, thấy không? Phù nề quanh mạng cửa rất rõ giống như cái hình này mình có CD luôn. Rồi mình coi đến túi mật này, chuẩn bị đến có túi mật này. Rồi. Cái gì thấy đây, cái lòng túi mật này, cái thành túi mật xung quanh này, thấy chưa? Nó phù nề rất là rõ.
Như vậy thì cái lớp bùn này quanh phần cửa và cái nặng lớp bùn này nó dài đến 15 cm, thấy chưa? Đó, và cái hình mà tôi làm là tôi đang ngồi ở phòng sinh viên cao cộng hưởng từ, thì đây là cái hình nặng cộng hưởng từ, thấy chưa? Thành cái mặt nó dài, còn đây là hình sinh viên, đây là hình sinh viên. Các bạn đã thấy gì? Thấy luôn là siêu âm, thấy là CD, thấy cả cộng hưởng từ. Tức là cái này thực ra là bệnh nhân bị lần siêu âm này, đúng không? Mà do bác sĩ siêu âm chẩn đoán là viêm lớp mật cấp, rồi đưa qua CT cũng chẩn đoán là viêm lớp mật cấp, rồi cuối cùng cái trong cộng từ thì nó là viêm mạn cấp, thì lấy hết ra ngoài vậy mà làm gì có rất là hoặc à, đây là một cái cô, đây là một cái ông mà chồng của một cái cô nhân viên phòng xét nghiệm của bệnh viện hôm đó ông một, thì đi siêu âm ở ngoài thì được bác sĩ chẩn đoán là mô tả là gì, hình này không thấy được đâu, để scan lại thì túi mật thành dày 4-5 mm, có hơi ở trong thành túi mật, trong thành túi mật và túi mật à, cái này tả hơi hay, có vài cái cô dày 9 mm, có tụ dịch quanh túi mật và dày dịch là 5 mm, kết luận là theo dõi viêm túi mật cấp sỏi túi mật. Như vậy là cái này là thành đâu ra là viêm túi mật cấp có sỏi, những viêm túi mật cấp có sỏi thì phải mổ ngay, đúng không? Rồi thì bệnh nhân mới chạy vô bệnh viện. Thành ra các chị đừng có bao giờ đi tin kết quả của người khác làm, các chị phải tự thân nó gì làm, đúng không? Rồi, rồi đó thôi, để tôi coi lại như thế nào. Tôi coi lại thì đầu tiên tôi nói cái này chắc chắn không phải là viêm túi mật cấp, bởi vì viêm túi mật cấp bắt buộc với túi mật nó phải căng. Này thấy túi mật căng không? Không. Thành túi mật phù không? Phù. Rồi bây giờ có cái này có phải là ký hiệu lên thành túi mật không? Không. Đây là những cái mô hóa, những cái mô hóa tinh thể cholesterol là trên thành túi mật. Đây là cái nặng này là cái gì? Bình thường khi mà túi mật nó tăng sản á, nó có những cái khoang như thế này và những cái sỏi cholesterol nó hình thành cái sỏi như sơn trụ lúc nó lên thành này, đúng không? Thì đây tôi chẩn đoán là một cái viêm gan cấp trên bệnh nhân sỏi cholesterol túi mật không. Mà nếu chẩn đoán viêm gan cấp thì mình có mổ không? Có mổ. Bệnh nhân đâu có mổ, thấy chưa? Thì cái vấn đề là bệnh nhân nói là nó chính xác, nó là viêm gan cấp thì nội khoa, mà nó là viêm túi mật cấp là phải mổ, hai cái khác nhau. Và viêm gan cấp thì viêm túi mật cấp thì không thể nào mà có cái hình ảnh mà túi mật này đẹp, thấy chưa? Nó có sỏi túi mật này, tại vì những cái sỏi cholesterol này nó rơi ra trong họng túi mật và đẹp. Nhưng mà trường hợp này không phải là bệnh nhân vô việc vì lý do là sỏi nó nghẹt của túi mật, tức là bệnh nhân không có bị viêm túi mật, bệnh nhân viêm gan cấp thôi. Thì sau đó bệnh nhân điều trị nội khoa thì mổ. Dạ. Trường hợp này các chị thấy là thành túi mật nó phù nề quá trời đúng không? Lâm sàng thì chỉ có sốt thôi. Thành túi mật phù nề rất là dữ. Rồi thì sỏi thì không thấy. Thì cái lòng túi mật này có căng hay là có sẹp? Căng hay là sẹp? Không căng cũng không sẹp. Không, chẳng thấy nó căng. Rồi nó sẹp thì nó mất luôn lọc rồi. Mà nó căng thì nó phải là căng. Rồi để ý thêm cái gì nữa? Có dịch màng phổi như thế này. Chứ dịch màng phổi chưa? Chẩn đoán. Những cái ca tôi đưa ra là rất là thực tế. Nó hơi rộng rộng. Cái gì? Chẩn đoán là cái gì? Dạ viên tới bằng cấp nữa không? Viêm gan cấp nữa không? Hả? Đúng rồi, sốt xuất huyết. Bây giờ gặp rất là nhiều. Thật ra là các dày nặng túi mật là một cái rất công điển hình. Đó, đây là một cái sốt xuất huyết. Dạ. Các viêm gan cấp có thể có ít dịch tự do hoặc mạch gan, nhưng không bao giờ có đặc dịch mạng phổi. Nhưng có thể đến điều đó, không bao giờ có đặc dịch mạng phổi trong cái viêm gan cấp. Dạ. Bệnh nhân này đau mặt hàng sườn phải, mình xưa mình thấy là túi mật nó căng to, nhưng mà vấn đề là ở thành túi mật là cảm giác như nó có một cái khu u, nó có phải là túi mật không? Có túi túi mật không? Nè, bệnh nhân này đau mặt hàng sườn phải sốt, như vậy là triệu chứng nhiễm trùng, đúng không? Thì khi mà túi mật nó bị viêm thì nó hay gây cái tình trạng ứ động dịch mật, và khi dịch mật nó ứ động nó gây viêm và thì thường nó hay tạo ra cái cặn đùn túi mật, cái gì hình dung không?
và các nguồn nó vào nhiều cái nguồn chứng của ô đó. Nếu mà mình không loại trừ được thì mình phải làm CT đường vạn, các chức thuốc đường vạn. Trên CT chức thuốc đường vạn là hoàn toàn không có ô, đó là đặc buộc. Cho nên là nếu nó bắt thuốc ở bắc và không có bắt thuốc ở trên cái cấu trúc hồi âm dài ở trong cái thực phẩm, cho nên đây không phải là u nào. Cái gì đến cái nặng thâm nhiệm mở quá như thế nào đó, rất rõ đúng không? Đây là điểm hình của một cái viên thủy mông cấp không sợ nào, kèm theo cái đặc buộc thủy mông chứ không phải u. Rồi bây giờ mình qua một cái chủ đề khác, thủy mông. Bây giờ mình vô trong gan. Bây giờ bệnh nhân đau vùng mạng sừng phải, đau vùng gan, sốt. Mình chưa, mình thấy thì nó có một cái ổ như thế này. Thì thông thường nó là gì các anh chị? Sắp xịt. Chịu chứng nhiễm trùng. Đau vùng gan. Nó là gì? Tại vì nó đắp xe thôi. Đúng không? Xe gan. Nó nhìn thấy đắp xe gan bao giờ chưa? Nhiều mà. Đúng không? Những cái ổ mù ở trong gan như thế này rất là nhiều. Thì cái này thì trên hình ảnh CT thì đó là một cái ổ áp xe điển hình. Như vậy đây là một cái áp xe gan. Đó. Thế thì áp xe gan thì mình phải chia ra là áp xe gan do nguyên trùng sinh hữu là mình gặp nhiều nhất. Đó. Thì nó là những cái ổ nhỏ và nó hội tụ thành cái ổ áp xe lớn. Tức là mình có thể thấy nhiều vô nhỏ và nó bon lại. Đó. Cái mắt ổ áp xe nó thường dày và nó hay có cái dấu hiệu liên đôi. Thì nó có một cái miệng trong tâm lần đồ và cái miệng ngoài nó phù nề, nó giảm lần đồ. Cái dịch trong áp xe nó có thể có khí hoặc là mức dịch dịch. Rồi, nó tăng với máu kiểu phân phì hay là hình chê. Tại vì cái định mạch của nó bị hẹp hoặc là thắt do viêm nhiễm, cho nên nó sẽ tăng với máu mà bị trừ. Đặc biệt thì rất là sợ, giờ coi là mình đã sợ hơn. Cái nặng là những cái ổ áp xe ghép gặp nhau rồi nó phá hủy vách để nó hòa thành một ổ áp xe. Cho nên trên cái CT mình thấy nó cũng có những ổ nhỏ rồi nó hợp lại thành một ổ lớn. Rồi cái thứ hai á là cái gì đấy, đây là cái dấu hiệu mà viền đôi nè. Cái gì đấy, cái ở trong là cái viền tăng lần đồ, phía ngoài là cái viền giảm lần đồ. Rồi cái gì thấy cái chỗ này, cái phân vị này nó tăng tới máu nè, so với này nè, là do nó tăng tới máu động mạch gan. Vậy thì đây là nặng điển hình của một cái áp xe. Và thông thường là đây là áp xe gan mũ. Còn áp xe gan biết thì sao? Thì tôi không biết là ở đây mình có hay gặp áp xe gan biết không, nhưng mà đã từ lâu cũng rồi tôi cũng được gặp áp xe gan biết. Có gì có gặp không? Mình có gặp không? Cái thời mà tôi ra trường khoảng chừng 10 năm thì gặp áp xe gan biết rất nhiều. Và bản thân tôi hồi mà đi học đại học đó là đã từng bị gì gan biết, nhưng mà chưa có bị áp xe gan biết rồi. Hồi đó cái điều kiện vệ sinh nó không có tốt, sau này gan biết rất là nhiều. Thì cái áp xe do gan biết đó, thường cái mắt nó thường dày hơn áp xe gan mũ, và nó có một cổ nó rộng như thế này. Nhưng mà nếu mà cái áp xe mũ mà nó hoại tử hết rồi, nó tạo nên cái ổ như này là khó phân biệt. Thì người ta nói là cái tiền sử tiêu chảy với cái phân rạn nhớ, và những người quan hệ đồng giới thì nay là bị cái áp xe gan cho áp biết. Dạ. Thì các chị thấy đây là một cái áp xe tôi thấy trên siêu âm và trên CT, đúng không? Thì đây trường hợp này là áp xe gan cho áp biết. Còn cái trường hợp này á là nó cũng tương tự cái trường hợp phản ứng thôi, một cái ổ áp xe tương tự như thế, nhưng nói lại là một cái áp xe gan mũ. Cho nên người ta lưu ý rằng là phân biệt giữa áp xe gan mũ và áp xe gan gan huyết là không thể nếu mình chỉ điều hoàn thành. Như vậy là trên hình ảnh là giữa áp xe gan mũ và áp xe gan huyết là thuộc một không biết áp xe gan thật. Nhưng mà hai cái này là điều kiện khác nhau ạ. Tức là thường đó là áp huyết là mình xét nghiệm thêm, và có xét nghiệm thêm còn được qua thì mình sẽ chọc hút cái này ra để mà làm xét nghiệm. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân sốt đau mọi tồn tại vậy đó. Mình làm cho mình thấy được cái ổ mũ ở trong gan. Bây giờ các chị thấy rất là đơn giản, mình thấy là nó có những cái hồi âm ở trong cái dịch này, thấy không? Bệnh nhân có triệu chứng nhiễm trùng thì thông thường mình làm cái này là cái áp xe. Đây là một cái ổ áp xe điển hình. Cái này chọn ra nó là vi trùng sinh mũ chứ không phải là amip. Dạ, bây giờ mình qua ảnh khác. Bệnh nhân này
sốt không có nhiều nhưng mà đau dai dẳng cái vùng gan, đau cái vùng mặt hiện tại cái đau dai dẳng, nếu sốt thì nó có không? Mình làm chưa, mình thấy hình như nó có những cái ổ trong gan. Rồi thì trên cái siêu âm chống đạn vậy đó, bệnh nhân này có gan nhiễm mỡ, tại vì là tổn thương như thế, theo chị nên là tổn thương của cái gì? Hả? Ô giỏi quá, sáng lá gan. Đúng, cái này phải nhìn đến sáng lá gan. Rồi, thì đây là ảnh cộng hưởng từ của bệnh nhân này. Mình lưu ý rằng là luôn luôn mình phải nhìn thấy là nó có tổn thương từ ngoài kia vào trong. Tại sao vậy? Giờ mình sẽ nói về cái nhiễm sáng lá gan. Nhiễm sáng lá gan thì đầu tiên đó là những cái người mà hay ăn ốc đó, tôi là cũng dùng cái nam lợi của bạn không bao giờ ăn ốc được mà tôi dùng cái nam lợi của bạn là ốc thì nào ốc sẵn lá gan, là những người mà ăn ốc là ứng cử viên không của sẵn lá gan nha, tại vì nó đặc biệt yêu thích cái con ốc đó, đó là hồi những ngày của sẵn lá gan không bao giờ chọn được đó. Mình nó ấu trùng, nó ấu trùng có lông lông rồi đã bám vào nó vô trong con ốc này không? Rồi cái con ốc nó mới bị ra cái này không? Ấu trùng nang này nó vô miệng mình không? Rồi cái nó đến cái tá tràng, nó đông xuyên là nó tràn nó vô bụng, rồi đến bụng như nào sau khi nó đi qua miệng đến tá tràng thì nó đi xuyên tá tràng nó tiếp cận cái bao gan, tức là đang đi trong một bụng mà. Rồi ấu trùng nó đâm xuyên bao gan và hướng về trung tâm thì vô đường mà. Đấy à, đó là cái quy trình mà mình bị nhiễm sẵn lá gan. Cho nên trên hình ảnh á, nó có hai phần. Nãy giờ mình chỉ biết có một phần, đó là phần gan. Là bệnh nhân đau một phần tư trên bụng phải, sốt, gan to, tăng mạch cầu ấy đó. Luôn luôn là adenosine nó tăng, những cái nghiệm, nhiễm ký sinh trùng nào nó tăng cái adenosine. Đúng không? Thì khi mình làm cái nghiệm máu mà mình tăng cái tăng mạch cầu ấy đó, mình coi chừng bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng. Rất là đơn giản. Cái thứ hai là giảm khả năng tế bào gan, và nó cho là những cái đường hầm và những ổ ăn sen do ngoại lực luôn, cho nên mình sẽ thấy một tổn thương nó từ bao gan đi vô đó, thì đó là hình ảnh đường hầm và những ổ ăn sen. Bây giờ hoặc đây là cũng là điển hình của một cái sáng lá gan. Cho nên là gì, bệnh nhân này là có nhiễm siêu vi bê nhưng mà đau cái một phần tư trên phải và số đó, mình thấy rằng là tổn thương nó nằm ngay sát bao gan, nó lan vô trong. Bây giờ như vậy và nó không phải là một cái ổ thể điển hình mà nó là tổn thương nhiều cái ổ thể nhỏ nó lại ra thì mình phải nghĩ cái này phải nghĩ đến một cái sáng lá gan, đúng không? Rồi trên cái hình ảnh cộng hưởng từ, trên hình ảnh cộng hưởng từ cái gì đấy cũng là tổn thương nó từ bao gan đến bây giờ hình ảnh rất là rõ của tổn thương từ bao gan. Như vậy là gì? Nó là những cái ổ sen nhỏ mà nó từ bao gan nó lan vào trung tâm, mình sẽ nghĩ đến là cả lá gan. Cái này người ta làm trên cái xét nghiệm nữa thì người ta thấy là cái nó có kháng thể kháng cái fasciola. Dạ. Bây giờ này cùng đau mạch thượng phải cũng sốt. Rõ ràng đây là một không phải là một cái ổ sen đơn thuần. Đau nó nằm ở ngay ngoài kia, đúng không? Rồi làm cộng hưởng từ thấy rằng là trên cộng hưởng từ hình ảnh nó nhiều hơn rất là nhiều, khi mình thấy cái tổn thương nó lan dần từ cái ngoại vi vô trong rồi đó. Đó như vậy thì cái này mình phải nghĩ đến là một cái sáng lá gan, vì có thể là từ ngoài bao gan nó lan vào trong đó. Đó thì nó có cái kháng thể kháng cái fasciola. Như vậy thì chúng ta sẽ học cái gì anh dễ học đúng không? Nhưng mà vừa áp xe mũ và áp xe viết mình không làm việc được. Dạ. Thế nhưng mà cái màn này thì thế này biết là bởi vì sau cái khi mà nó ăn ăn gan, nó ăn tế bào gan để nó đi vô đường mật á, thì nó đến pha đường mật. Là dùng đâu? Cái pha mà gan nó chỉ có vài tuần thôi, mà cái pha đường mật là nhiều năm. Nếu vô đường mật thì nó gây cái con sạc nằm ở trong đường mật nó xấu. Nó giống như cục sỏi vậy đó, nhiều con sạc nó nằm nó gây cơn đau cọc mật, nó gây viêm đường mật đó. Như vậy là sau vài tháng thời gian thì sáng nó vô trong đường mật, mà đầu tiên nó nằm trong đường mật nhỏ, cái lớn là nó chui vào đường mật lớn, lớn này nó chui vào mật chủ, nó chui vào trong đường mật luôn,
vọng. Dạ. Thì đây là cái nặng tổ từ mà nó có hình ảnh khuyến thuốc ở cái ống hút chụp cho vòng sáng. Rồi, đây là cái hình ảnh mà người ta chụp cái đường mật, nên đây là cái mật nè, người ta thấy đây là cái khuyến thuốc nè, cái khuyến thuốc mà trên cái hình ảnh sắp phi thì người ta thấy là người đang bị gọi. Đúng không? Người ta là người lấy ra được ba chú sản khác nè. Thấy chưa? Đây là người ta lấy được cái đường mật này ra nè. Đó. Và cái hình ảnh màu sáng như vậy. Rồi, đây là một cái ảnh siêu âm mà người ta thấy là trong cái đường mật nó có một cái ảnh của âm dày của một cái con sáng nó bị chết. Rồi, trường hợp này thì các chị thấy cái nhánh ngang trái nó có một chút bồi âm. Trên cầu thông từ đường mật thì đây có cái thuốc. Và trên cái ảnh siêu âm đó mình thấy có một con sáng nó đang nằm ở trong cái đường mật. Dạ, thì như vậy thì ngoài cái ngang gan ra là mình sẽ thấy ở đường mật nào, đúng không? Như vậy thì sau cái bài này nó có rất nhiều đáng buồn và trong tập phần này nha, là việc sáng đá đèn và lấy ra mấy cái sáng. Bây giờ mình coi một cái trường hợp của người ta lấy con sáng ra từ cái sáng đá đèn từ cái ống hút chụp, cái người ta đang làm ra sự kiện này, cái gì mình để nó coi. Đó, người ta đang đi vô trong cái đường mật. Rồi, một cái câu hỏi rất
là lẩm cẩm đặt ra là cái gì cho tôi biết là cầu xin tình yêu của ông chủ nó bao nhiêu nhiêu nhé. Em rồi nhé. Có một chủ bao nhiêu nhiêu nhé. Rồi, em gái trẻ trẻ nè. Rồi, bao nhiêu nhiêu nhé. Mình nói được nào. 5 đến 6 nhiêu nhé. Nào, thì mình thấy rằng là đầu tiên là ông chủ nó nằm đâu rồi ha. Nhìn cái hình này. Đây là cái lát cắt mà theo cái vai phải rốt nó cắt trong mặt hình sườn. Mình thấy là gì? Phía sau phần đây là tĩnh mạch đường dưới. Đây là tĩnh mạch cửa. Đây là cái động mạch gan. Cái đốm trắng ra nè. Và phía trước động mạch gan này. Và cái tĩnh mạch cửa đây chính là cái ống mạch chủ. Thì đây là một người. Và một người khác thì cái ống mạch chủ này nó to hơn. Như vậy ống mạch chủ là một con số nó rất là thay đổi chứ nó không có một cái hạt số. Vậy thì nhưng mà nói như vậy thì cũng mông lung thôi. Vậy thì bao nhiêu là bình thường? Thì bây giờ lại mình lại trở lại một cái trường hợp lâm sàng khác. Bệnh nhân này không có triệu chứng. Mình làm siêu âm bệnh nhân đi khám kiểm tra mình thấy được cái dấu hiệu nằm xuống thôi ở đây. Thế nào? Như để ý nè, một nằm hai nằm. Rồi cái ống mạch chủ là đây nè. Đo nó là 11 mm. Bệnh nhân này bệnh nhân nữ 28 tuổi. Như vậy là có một chủ lên đến 11 mm, có dấu hiệu nằm xuống đôi ở trong gan. Và lâm sàng là bệnh nhân này đi khám và kiểm tra thôi cho nên không có triệu chứng. Mình sẽ chẩn đoán bệnh nhân bị sỏi ống mật chủ. Rõ ràng là những cái dấu hiệu của giãn đường mật đó. Cái gì đồng ý với tôi là đường mật này đang bị giãn không? Chắc chắn đường mật này nó giãn. Cho nên mình có nằm xuống đôi. Đường kính ống mật chủ 11 mm thì không thể nào nói là nó bình thường, đúng không? Như vậy thì các bạn cái gì để ý cho nên tôi có ghi là bệnh nhân bị cắt xuống mật. Bao nhiêu ra? Rồi giờ tôi sẽ giải thích lại về sự lên đây một chút. Thì tôi mật bị cắt. Bình thường chức năng tôi mật là gì? Đúng không? Đúng không? Để chi? Khi mình ăn vô cái mật nó còn bó để nó tiêu hóa thức ăn. Cho nên muốn coi chưa được mật thì phải cho bệnh nhân gì đó 4 đến 6 tiếng, tốt nhất là 6 tiếng từ lúc đó mình mới làm chưa được mật tốt rồi. Đúng không? Không nên tặng ra. Như vậy thì mật rất là nó giữ được mật. Rồi khi mình ăn nó co bóp cái đứa mật để nó tiêu hóa thức ăn. Khi mà bệnh nhân bị cắt cái mật thì cái gì là hay cho cái mật? Cắt cái mật thì cái gì nó hay cho cái mật? Đúng rồi. Ống mật chủ và đường mật trong gan nó hay cho cái mật. Cho nên là mà sau khi cắt cái mật thì tự động cái ống mật chủ nó sẽ giãn ra. Để làm gì cái gì? Đúng rồi thôi. Đúng không? Đường mật trong gan nó cũng có thể giãn ra. Cho nên là nằm xuống đôi và cái ống mật chủ nó giãn là được phép khi người ta bị cắt cái mật. Dạ. Bây giờ tôi lấy trong cái măng người ta bị sẹo. Nó có một cái quy luật rất là đơn giản. Đó là cầu kính bình thường của ống mật chủ bằng 1/10 số tuổi của bệnh nhân tính bằng như thế này. Như vậy thì nếu mà bệnh nhân 20 tuổi thì cầu kính bình thường của ống mật chủ là 2 mm. Mà bệnh nhân 50 tuổi thì bình thường là 5 mm. Cái thứ hai, giá trị ngưỡng về kích thước của ống mật chủ có nhiều bàn cãi cho nên tôi lấy ra từ 2017. Nhưng thông thường là phải dưới 6 mm. Và cứ bọc 1 mm trong 1 thập niên khi qua tuổi 60. Đúng không? Thì như vậy thì bình thường nó phải dưới và cứ thêm 10 tuổi thì mình cộng thêm 1 mm. Như vậy thì một bà cụ 80 tuổi vô thì 8 mm là bình thường. Đúng không? Rồi. Cái thứ nhất là bài nghiên cứu cho thấy là kích thước 10 mm có thể nằm trong giới hạn bình thường sau khi đó. Bệnh nhân vừa rồi đó có 28 tuổi, mình đo 11 mm thì đó là bình thường, đúng không? Đó là sau khi cắt cái mỏng. Rồi. Rồi bây giờ mình coi trường hợp này có bình thường không? Có gì? Bệnh nhân này sốt đau mặt sườn phải có bình thường không? Mình thấy cái gì đó? Sỏi, sỏi gan, phải gan trái, sỏi gan trái. Bây giờ, rồi, nó phải là sỏi động mạch gan trái. Rồi bây giờ mình đi đến cái sỏi động mạch.
xoáy động lực thì mình lưu ý rằng là nó có thể có bóng lưng mà có thể không có bóng lưng, cho nên rất là cẩn thận. Tức là những cái viêm sỏi mà nó ít là chuyển hóa là mình sẽ không có bóng lưng, nhưng mà nó luôn luôn kèm với giãn đường mật và đường lưng, tức là phía trước nó sẽ giãn đường mật ra. Rồi à, cái khó là sỏi trong ống mật chủ, vì thường là cái sỏi ống mật chủ nó hay nằm ở đầu cuối và khí ở tá tràng nó chèn đây. Thì cách làm là sao? Mình cho bệnh nhân nằm nghiêng qua bên trái, tôi làm khi mà chụp bằng sỏi chúng mà sỏi ở một chỗ tôi luôn luôn bắt bệnh nhân nằm nghiêng qua trái thì mình có tốt hơn. Và nếu mà làm vậy không được nữa thì mình cho làm MRCP, tức là làm tổn thương đường mật có chút chút sưng phản, mình cho về tốt sỏi. Như vậy là cái xu hướng mà tư thế bệnh nhân nằm nghiêng trái, mình dùng cái nước mật làm cửa sổ âm thì mình khảo sát rất là tốt cái lâm sàng của một chỗ. Dạ. Bệnh nhân này sốt và da và mặt sườn phải, chẩn đoán là gì các anh chị? Dễ mà, từ đây nó chỉ hết rồi. Thấy không? Nó sỏi đường mật, sỏi có bóng lưng không? Ở có bóng lưng nha, đừng có chẩn đoán là u đường mật, nó là sỏi đó, sỏi nào cũng có bóng lưng. Rồi, đây là sỏi đường mật điển hình. Mình cắt ngang cái vùng đầu tụy là mình thấy đây là cái đoạn tầng của ống mật chủ, để trong đó nó có sỏi đường mật, vậy là sỏi ống mật chủ. Rất là dễ chẩn đoán cho ông Phong. Phong bệnh nhân này cũng với triệu chứng nhiễm trùng, cũng sốt đau và mạch sườn phải, mình làm mình thấy là cái đường mật gan trái nó giãn. Rồi đây là cắt ống mật chủ này, cái gì thấy ống mật chủ không, đây là tình mạch cửa này, động mạch gan này, thấy lô nhô trong ống mật chủ thấy cái viêm sỏi, thấy gì, thấy chưa, thấy sỏi chưa, đây những cái đầu mồi âm dày trong cái lòng, thấy chưa, sỏi này có bóng lưng không, cần nhiều bóng lưng, thấy chưa, đây là sỏi. Rồi, bây giờ mình sẽ có cái hình ảnh, đây là cái hình ảnh mà lúc mà mình so sánh hình ảnh, thấy không? Thì khi mà nó giãn, các cái đường mật là mình thấy dấu hiệu nằm xuống đôi đường gan. Bây giờ, rồi, nó sỏi ống mật chủ, cái gì thấy làm cộng ống đường mật, thấy cái sỏi nằm ở đồng tầng. Làm đi ra xuống đường đấy, có một sỏi. Bây giờ, đây là điển hình, cái này trường hợp này thì chỉ có một cục sỏi dưới cùng thôi, nó gây tắc đường mật. Và bây giờ mình sẽ có cái đèn so sánh. Như vậy là đây là trước khi mình làm PICP để lấy cái cục sỏi ra thì mình có cái hình ảnh nằm xuống rồi, đúng không? Sau khi mình lấy cục sỏi ra mình làm cho ông lại thì nó mất cái hình ảnh nằm xuống rồi. Như vậy là cái hình ảnh nằm xuống rồi nó rất là kinh đạo, đúng không? Để đi cái là hình ảnh nằm xuống rồi. Khi mà có tắc nghẽn và sau khi mình giải phóng cái tắc nghẽn thì nó mất cái hình ảnh nằm xuống rồi. Mình so sánh cái ống mật chủ khi mà nó bị tắc nghẽn, nó giãn lớn ra. Và đây là cái ống mật chủ sau khi mình lấy cục sỏi ra. Được không? Dạ. Dạ. Bây giờ này đau màng sườn phải đau ói. Mình cắt ngang đầu tụy, mình thấy cái ống mật chủ nó có cái gì trong lòng ống mật chủ. Đây là cắt dầu, và đây là lòng ống mật chủ này. Trong lòng ống mật chủ nó có cái gì đó. Rồi. Nó có một ít dịch ở cái phần horizon, đây là gan, đây là thành phải, nó có một ít dịch. Cái hình ảnh này lâu lắm rồi, 2006. Như vậy thì cái gì nó nằm trong ống mật chủ thì cái gì? Nó ở đâu? Đúng rồi, nhung nhung. Nhung nhung này nó mấy mm gần kính, nó 4 mm gần kính. Như vậy là nguyên nhung nhung rổ nó tuôn vô ống mật chủ, thấy không? Nó lấp kín cho ông chủ luôn nè. Đó. Dạ. Rồi bệnh nhân được điều trị sổ dung thì 2 ngày sau bệnh nhân làm siêu âm lại thì các chị thấy rằng là lúc này là ống ông chủ nó hết rồi, ông không còn ông dung nữa. Dạ. Rồi như vậy thì bây giờ mình đề cập đến dung rũa trong đường mật và ống cái mật. Thì bình thường có cái dung nó khoảng chừng là 5 mm đường kính đã cẩn thận. Và như vậy thì thường nó sống trong ống tiêu hóa và có thể là nó chui vô đường mật, muốn chui đâu nó chui đau, là khi mà nó chui vô đường mật thì rất là đau đớn. Thì các chị thấy đây là một khối u mà nó đang bị trôi nổi ở trong cái túi mật, đúng không? Nó đang bị trôi nổi ở túi mật, đau, u nghèo là thì đây là u ở trong cái túi mật. Dạ.
này nó tuôn vô trong cái hố tuyệt luôn. Sao? Đây là cái đá cạn là nó tuôn trong hố tuyệt nào. Đó, và đây là dương nó chui trong hố hố trụ. Người ta lấy cái phần dùng ra. Đó. Rồi. Dạ, thế thế. Qua cái chủ đề dương. À, bây giờ mình để một cái bệnh điện kế tiếp. Đây là một cái sòi của mật rất là điển hình. Nhưng mà cái thằng cái mật này nó không có như vậy. Cái túi mật này mà cũng phải là túi mật căng. Nhưng mà bệnh nhân đau thực sự. Đau thực sự. Có phải là viêm túi mật không có sỏi hay không? Mình cắt ngang. Mình cắt theo cái đây là cái ống hông trụ này. Ống hông trụ rất là mạnh mà. Ống hông trụ mà nó có sỏi thì rất là dễ làm. Ống hông trụ mà nó không có sỏi thì nó có nhiều có để ý. Nó có mật trụ mà 2-3 mm là khó lắm chứ không dễ đâu. Muốn làm được thì tôi nhắc các bạn cho bệnh nhân nằm nghiêng bên trái. Nằm ống hông trụ này dễ. Đây là ống hông trụ này có 2 mm thôi. Rồi. Như vậy thì nó không có giãn được mà cái túi mật này không tăng. Như vậy thì bệnh nhân này đau thực vì này không phải là viêm túi mật không có sỏi. Mà sỏi này là sỏi túi mật không liên tiếp. Thế thì mình để ý tiếp. Mình thấy rằng là đây là cạnh túi mật là nó lại có một cái dịch tự do. Đây là cái tá tràng. Có cái dịch tự do cạnh cái túi mật và tá tràng. Rồi cái đây này. Túi mật này có dịch tự do. Đó, chương trình tự do. Mình cắt ngang cái tuyệt thì mình thấy cái thân tuyệt rất là bình thường. Nhưng mà là như cái đầu tuyệt này. Mình nhớ đau người tuyệt. Đó, cái gì coi thì khác. Đây là cái thân tuyệt bình thường. Và cái đầu tuyệt này khá là to. Đó, và khi mình đánh tuyệt vào thì mình sẽ đau. Đó là cái gì đấy? Đau đầu tuyệt. Vì cái gì? Viêm tuyệt cấp. Thấy chưa? Rồi. Trên cái ảnh siêu âm thì mình thấy đây là cái vùng thân tuyệt trên cái vùng tổ tuyệt dạ. À, cái tăng kích thước có dịch vào quanh trên cái làm tổ ung thư sau đó thì rõ ràng là bệnh nhân bị viêm tuyệt cấp mà nó phun đúng lên cái thân tuyệt bình thường. Cái vùng đầu tuyệt nó bị viêm. Rồi. Mình chẩn đoán đây là một cái viêm tuyệt cấp cả cái amylan, cả cái liên mạc nó đều tăng lên. Trong viêm tuyệt cấp viêm tuyệt cấp thì nó ưu tiên ở cái người rồng và sản phẩm mình gặp trong đa số trường hợp. Cái thứ hai là tùy tăng kích thước khu trú hoặc lan tỏa cái mờ không rõ mà trong phân tuyệt. Rồi cái một tính dịch quanh tuyệt rất quan trọng để cho mình nhờ tính dịch sẽ được chẩn đoán như trường hợp rồi dựa vào cái dịch quanh tuyệt cũng khó. Dạ giờ các chị thấy đây là một trường hợp cái ống tuyệt bình thường. Nhưng cái hồi ống tuyệt này cũng bình thường nhưng mà cái tuyệt này nó tăng kích thước nó có một ít dịch trước tuyệt, một ít dịch sau tuyệt. Như vậy là một ít dịch trước và sau tuyệt rất quan trọng để chẩn đoán. Tất nhiên là mình phải kèm theo cái xét nghiệm nữa và phải cần thiết dịch suy trì. Trường hợp này thì các chị thấy cái vùng thân và đuôi tuyệt đó tăng kích thước hồi ống ngán này. Đây là trường tư vấn của một cái viên trung tâm được nha. Mình có một cái hình ảnh so sánh. Cái nặng này là một cái người bình thường và đây là một cái ca nó đau đường cấp vùng thượng vị. Thì cái gì thấy bình thường cái tuyệt nó rất là mạnh mai. Hồi âm nó dài như thế này. Còn đây là một trường hợp bị tuyệt cấp, cái gì thấy nó tăng kích thước. Hồi âm không cần dịch, nó có một cái dịch với tuyệt. Tăng kích thước lên, thì đây là một cái tuyệt cấp như thế. Đó. Cái gì thấy nó sẽ có một cái dịch ở cái khoang Morrison. Một cái dịch ở cái khoang giữa sát là tất cả. Luôn luôn đi tìm những cái dấu hiệu viêm não này, cái này mình phải nghĩ đến cái trường hợp nào thì mình sẽ cho mình xét nghiệm. Còn trường hợp này thì bệnh nhân nghiện rượu và cứ lâu lâu lại mua bệnh viện vì đau thượng vị, thì các chị thấy là đây là một cái viêm tuyệt mạc, cho nên mình thấy rằng là ống tuyệt nó dạng to như thế này, thì trong lòng ống tuyệt là nhiều cái viêm sỏi ở trong đó. Đó, đây là những cái viêm sỏi tuyệt. Đó, đây cái gì đấy từ giờ từ từ không thấy đây là cái ống tuyệt này trong ống tuyệt nó có những viêm sỏi thì đây là một cái viêm tuyệt mạc và mình gặp rất là nhiều của những người mà họ nghiện rượu nặng. Rồi bây giờ mình nói đến cái hệ điều cái gì đây đâu được quá trời thứ này nó quá trời giờ đến cái hệ điều ra cái hệ điều mình thấy cái gì cái gì cứ đến cái hệ điều là các chị chỉ biết có sỏi thôi mà nếu chỉ biết có sỏi thôi thì không ổn.
là bởi vì cái siêu âm nó cũng có nhiều cái hạn chế lắm, bởi vì nó chẩn đoán sỏi thì sỏi thật thì kích thước trên nằm rất là tốt, nhưng mà dưới nằm có khi nằm sẽ bỏ sót. Rồi à, để thấy rõ cái móng lưng của kim lạnh siêu âm, mình gặp một cái cục sỏi nó ở dày thì thường nó có móng lưng phía sau, đúng không? Mình để thấy rõ móng lưng đó, là mình chỉ nên chọn một cái cục kết thôi mà đặt ngang hoặc là hơi sâu, có độ sâu của sỏi. Cái thứ hai là mình cho cái đốt đen màu vô, mình thấy cái sỏ lấp lánh thì thường mình để cái PRF nó cao khoảng 60-70 cm, mình sẽ thấy cái sỏi nó lấp lánh, bởi vì nhiều khi nó bóng lưng nó không có rõ thì mình dùng cái sỏ lấp lánh để chẩn đoán là sỏ. Sỏ lấp lánh là sỏ mặt của xương đốt đen màu, nhưng mà mình dùng để chẩn đoán sỏ. Dạ, sỏi thì nó có hai loại chính. Một cái loại là nó hình thành những cái viên ở trong đại tràng như này. Một cái loại khác gọi là sỏi san hô, là nguyên một cái khối nó uốn cuông ở trong đại tràng như này, đúng không? Tức là cái đại để làm sao cái cục sỏi nó dậy luôn, nó ôm nó thở luôn, giống như nó cuông luôn. Nhưng mà các chị có để ý không? Những trường hợp mà sỏi san hô là thường mình nhân không bị trước nước, hiểu không? Tại vì đúng nghĩa là san hô nó có những cái mặt cầm, và như vậy thì mình nhân không bị trước nước. Đó, nó đặc biệt là như vậy đi. Sỏi san hô là không trúng nước, và những cái cục viên rời như này nè, mà nó rơi xuống nó tắc nghẽn đường điện, tạm nó trượt nước, không biết không? Đó. Đây là một đứa bé 15, bé trai 15 tháng tuổi, 15 tháng tuổi có sỏi không mấy gì? Bác sĩ lâm sàng ghi là đau gần thần cái, thấy một đứa bé 15 tháng tuổi mà bác sĩ lâm sàng ghi đau gần thần cái cũng hơi bị ngạc nhiên, đúng không? Mình làm siêu âm thì mình thấy nó 15 tháng tuổi mà mình thấy cái bể thần cái nó có bị ứ nước không? Có không? Có. Có sỏi không? Có. Nhưng mà cục sỏi thật thì nó thêm, đúng không? Như vậy thì, nhưng mà nguyên nhân là nó đau vì nó bị trướng nước, đúng không? Và tại sao nó trướng nước? Mình có sỏi, sỏi điều hòa, đúng không? Mình ra xuống dưới, mình xà xuống dưới thì đến cái đoạn mà giữa niệu quản và quan là mình nên có cục sỏi đây, đồng ý không? Đó, thì như vậy là đau là do cục sỏi này nên nó ứ nước thật. Như vậy là vừa có sỏi thật, ứ nước thật, vừa có sỏi niệu quản, và đứa bé này 15 tháng tuổi chẩn đoán là sỏi niệu quản, sỏi thật, sỏi niệu quản lên. Dạ, như vậy là ghê lắm rồi các anh chị. Nhưng mà mình tò mò qua coi sỏi bên phải mình thấy nó có cái gì thì đáng gì, bên phải không phải là tí đâu, đây là sỏi san hô, cái gì đấy sỏi lấp lánh, sỏi san hô bên bên phải con bé này có 15 tháng tuổi, nhắc lại như vậy thì chắc chắn là về chuyển hóa là em bé này nó có rối loạn, cho nên là mức tiểu của nó không có được bình thường, và như vậy thì cái bệnh sỏi này nó sẽ gắn bó với cái sự là cái gì đúng không? Rồi trong cái giường về hệ niệu, mình lưu ý là mình đặc biệt lưu ý cái vùng chuyển tiếp giữa niệu quản và quan, đúng không? Nó hay kẹt sỏi chỗ đó lắm. Thì nếu mình làm cái đen màu thì mình sẽ thấy những cái dòng khuôn nó theo đợt của đường quản hai bên nó không bạc quan, còn nếu mà nó quá tắc nghẽn thì mình sẽ không thấy cái khuôn. Đó, cái nhược điểm của siêu âm là nó phụ thuộc người làm, khó khảo sát khi nó có sỏi niệu quản kém nhạy khi chọn những cái tâm lý, thì lúc đó người ta làm CT mà không có đốt tượng vàng thì nhìn chẩn đoán sỏi mà là bệnh nhân bị cơn đau bẩn thận thì khi cho làm CT làm không có. Dạ, bây giờ câu hỏi kế tiếp cho các anh chị là gì? Khi mà sỏi mà nó rơi xuống niệu quản thì nó mắc kẹt ở những chỗ nào? Mình biết là chỗ nào trên giữa dưới, trên là giữa cái bể thận và niệu quản, đúng không? Giữa giữa nhốt là đâu? Chỗ mà cái niệu quản nó bắt chéo qua đó thì mình chọn, và cuối là từ niệu quản nó đổ qua đầu quan, đúng không? Như vậy thì một là vị trí bể thận niệu quản, hai là cái niệu quản mà nó bắt ngang qua đó chéo trên cái đầu quan trọng, ba là từ niệu quản, đúng không? Rồi bây giờ mình chạy ra một chút, mình để ý cái cục sỏi này. Anh chị thấy cục sỏi này quả gì? Thấy nó mặt đâu? À, thấy không? Nhìn nó nha. Sỏi nha. Đó.
sau khi nó làm cái phần cái bệnh nhân nó đau, thấy không? Đó thì lúc đó là cái cục sỏi nó tràn vô môn và quan luôn rồi, thì bệnh nhân thấy đau rồi. Sỏi thật không cái gì? Có sỏi thật không? Có sỏi thật không? Bây giờ đây là cái gì? Đây không phải là sỏi thận của các vị sâu nào vậy? Như vậy thì đây là một cái khác, mình về phân biệt. Thì đây là nó gọi là chứng hồi hóa của nhóm thận. Bởi vì vấn đề là anh em cứ thấy hồi môi là cái là đầu sỏi thôi, nên đây là cái chứng hồi hóa của nhóm thận. Thì anh chị nào cũng muốn nghe thì ra ngoài. Thì cái vùng thấp thật là bình thường nó bằng kẹp, thì giờ nó trở nên hồi âm dài do hồi hóa. Và như vậy thì đây là cái nguyên nhân thường gặp nhất của cái chủng này là thường xuyên gặp da. Và cái chứng này nó rất hay kèm với sỏi hệ điện, cho nên khi mình thấy cái này thì mình đi coi là nó có bị sỏi hệ điện hay không. Đó, cái gì đấy như vậy là đây là những cái thấp thật bình thường. Như vậy bình thường cái này là cái vùng vỏ thận nó hồi âm kém, thì cái vùng thấp thận này hồi âm kém hơn vỏ thận rồi, đó là bình thường. Còn bây giờ mình thấy rằng là cái vùng thấp thận này nó có hồi âm dài, không có muốn lực đó, thì đó là hồi hóa vùng thấp thận. Thì gặp những cái bệnh nhân này thì cái lời khuyên của mình là mình nhân dụng uống nước để mà ngăn ngừa cái sỏi thận, đó là uống nhiều nước. Dạ, bây giờ mình đến một cái bệnh khác. Bệnh nhân này có sỏi thận hay không? Cái gì đấy, một cái mực ngang nè, và trên đó là có cốt nước dịch nè, thì đây là bệnh nhân đang nằm ngửa, rồi sau đó tôi cho bệnh nhân nằm sấp xuống, thì ở trên tôi vẫn thấy được cái nang và phía dưới nó vẫn là cái nặng của âm dày của bóng lưng. Cái này có phải là sỏi không? Không, cái này không phải là sỏi thật, vì các chị thấy cái nào mà hồi âm dày là cái gì sỏi hết, không phải là sỏi, đúng không? Cái này người ta gọi là sữa canxi trong ngàn thận, đúng không? Rồi giờ mình nói đến cái sữa canxi trong ngàn thận là cái gì? Tức là thận mình nó hay hình thành cái này, trong đó nó lắng đọng canxi, hiểu không? Mà ngàn thận thì nó không thông thương với bệ thận, đúng không? Thì những cái viên mà hồi âm, những cái sữa này có bao giờ nó gây cơn đau mặn thận không? Không bao giờ. Mình có cần điều trị không? Không cần điều trị. Và dù ra, thành ra là em kia nằm trong cái nang, bệnh nhân đang nằm ngửa, rồi
tôi cho bệnh nhân nằm sấp xuống, nó làm cái lớp như thế này, và bệnh nhân này hơi bị sướng là được làm nhiều phương tiện x quang đi. Bây giờ mình qua x quang giữa mình thấy đó, ngày xưa mà thấy là cái môi mà nằm dưới trên thận này chẩn đoán là sỏi đọng liền, đúng không? Rồi chẩn đoán vậy là sai lầm lớp hết. Bây giờ cho làm CT, mình cho bệnh nhân nằm ngửa, mình thấy đây là một cái nang và cái sợi dây chuyền nó nằm dưới này, đúng không? Rồi bây giờ sau khi mình chích thuốc thương phản vô thì rõ ràng đây là cái nang thận, một cái sợi dây chuyền này thuốc nó môn trong này là thận này, đúng không? Không dính dáng gì cái nang sợi sang đây, mình dùng đâu? Rồi bây giờ để cẩn thận hơn, mình cho đây là bệnh nhân đang nằm ngửa gì, cho bệnh nhân nằm sấp, cho bệnh nhân nằm sấp rồi mình cắt lại CT, thì mình thấy là đây là cái bệ thận này, bệ thận hai bên. Lúc này cái sữa canxi này nó đổ xuống, nó nằm phía dưới cái lớp dưới này, là vô đâu? Đó, vậy thì đây là sữa canxi vô hang thận. Và như vậy nhắc lại, nó không phải là sỏi thận, mình không bắt bệnh nhân tốn tiền uống một đống thuốc tan sỏi để mà sau đó sau khi nó không hết sỏi và bệnh nhân chuyển qua đau bao tử thì cũng rất là sợ, đúng không? Và bệnh nhân đau bụng nhiều tốn tiền cho bác sĩ. Rồi bây giờ mình mang cái tiếp bệnh nhân này nó có đau bụng dữ dội mà không có sâu, chẳng đoán là gì, cái gì anh gì làm chưa mình chẳng đoán của bạn không đạt động rất là dễ. Một cái nặng thì mình cắt đầu giờ lại nghe, đây là gan, đây là dịch tự do trong hồ bụng, và đây là khí tự do trong hồ bụng, đồng ý không? Cái gì cái khí tự do kia không? Cái vậy thì xưa nó đâu có nghĩ khí, đúng không? Thì đây là một cái trường hợp tụng tạng động điển hình. Dạ, tụng tạng động mình thấy cái gì? Nguyên nhân đầu tiên là loét do tụng dạ dày đại tràng. Nguyên nhân thứ hai là thủng ổ loét do viêm tứ thừa đại tràng. Hai cái nguyên nhân được gặp nhất đều từ ống điều hòa. Khí tự do trong hồ bụng thấy dễ không? Rất dễ, nhưng mà nếu mà mình không để ý là nó không thật, đúng không? Nó nằm tại vì nó nằm nông quá, cho nên không để ý là mình không thấy. Mình có cái dấu hiệu màng cửa, dấu hiệu bậc thang và có thể có nhìn và khí tự do trong hồ bụng. Rồi bây giờ mình xem cái nặng. Đây là nặng bình thường, mình đặt cái đầu giò ở cái vùng mặt sườn phải. Đây là ký ở góc sườn mặt cũng đi lên đi xuống. Đây là nặng bình thường, đúng không? Đã. Bây giờ mình coi cái nặng màng cửa. Nó giống như cái màng cửa khi cả hai cạnh nó ép vô là nó bùng kép và nó mở, nó bùng mở ra. Cái gì đấy, đây là ký tự do ở góc sườn mặt và trên phổi. Còn đây là ký tự do trong một vùng. Khi bệnh nhân hít thở thì cái gì này thấy giống như cái màng cửa nó không ra, đúng không? Thì chính cái đó nó gọi là dấu hiệu màng cửa. Là dùng ra không? Đó, thì đây chính là cái dấu hiệu màng cửa. Rồi, khi mà cái màng cửa này mà nó nhầm sát với nhau thì nó có dấu hiệu, đây là bậc thang, một cái bậc trên, một cái bậc dưới. Thấy không? Cái gì đấy là hai cái màng cửa nó khép lại. À, thì khi mà thấy cái hình ảnh này làm chuyện đó, hay là bệnh nhân có khí tự do. Chẳng đã có khí tự do rồi, chế khí tự do không tương đương với hình ảnh đó. Ví dụ, người ta mới mổ xong ngày thứ nhất, người ta đưa chú vào tự do nó có thể, đúng không? Nhưng nếu mà nửa đêm mà còn đang ngủ ở nhà với vợ, nửa đêm nó đau bụng dữ dội, cuối cùng cái vợ đưa vô bệnh viện thì đó là tụng tạng động, đúng không? Đồng ý không? Đang ngủ ở nhà với vợ mà nửa đêm mà vô mà thấy có khí tự do là tụng rồi, chứ làm sao mà có chuyện mà khí tự do cho mổ được? Không, đó là phải theo cái tụng tạng động. Đó, thì mình cảm giác rất là tốt cái đây là khí tự do, đúng không? Và nên nhớ là nó không trừ được tụng nào hết. Thì tôi vẫn nhớ cái hình ảnh một cái cô bé học lớp 11. Khi nó vô viện an bình, bệnh viện an bình là nó vẫn còn bằng cái phần áo trắng, phần xanh, da ngay trắng vô. Và rất là ngạc nhiên khi một cái đứa bé nó học lớp 11 mà mình rờ cái bụng nó cứng như khúc gỗ. Các anh chị biết cái hình ảnh bụng cứng như khúc gỗ không? Rờ vô cái cơ thành bụng nó gồng cứng lên luôn, chắc chắn nó là bụng quả khoa. Mà nó cứ đúng như khúc gỗ thì thông thường nó là tụng tạng động. Thì khi mà lâm sàng mình nhìn như vậy thì mình đi tìm kiếm tự do mà đúng đều em bé nó tụng tạng động. Không có, lớp 11, mới lớp 11 thì đâu có nghĩ đến tụng được, đúng không? Nhưng mà lâm sàng như vậy thì tụng. Cho nên là mình phải có lâm sàng. Bây giờ này, đau tự vị.
thấy gì không các chị? Mình đang làm cái này á, thấy gì không? Dấu hiệu gì các chị? Đúng không? Đó, đây nè, đây là khí ở góc tuần hoàn, đây là khí tự do trong một vùng này, mình thấy thấp thoáng cái lá gan này, thấy chưa? Khi mình nhận thở, lúc thì nó mở ra, lúc thì nó thả. Như vậy đây là khí tự do trong một vùng, mà kết hợp với một cái đau thực quỷ nữa thì nó được ra. Cái này là rét hộp dạ dày, mình đưa lên cái này. Mình dùng cái phim thì cái điện hơi nó rất rõ. Dạ, thế thì giờ nó hỏi ngược lại cái gì? Là nếu mà mình đau một đơn vị mà dùng phim không có điện hơi thì có loại trừ cũng là rõ không? Cái độ nhạy cái xoan 40%, nó thua xa cái xoan cũng là tốt hơn rất là nhiều trong cái xoan đó. Dạ. Tất nhiên nó không thể bằng CT, được CT vẫn là số 1. Nhưng nếu không có CT thì là chua, chứ không phải là chua. Rồi, đó. Nhiều khi nó là một cái đốm khí ở trên này mặt gan thôi. Nhiều khi nó rất là nhiều khí như thế này. Thế nên là những cái sản phẩm làm đọc hết. Y văn người ta ghi nhận là chua có độ chính xác cao hơn chất quả quý ước. Mà nó là phương tiện hữu ích, chỉ ít quả không có chất lượng. Như vậy là chuột, nếu mà nghĩ đến một đặc rộng mà cho chuột cái xoan thường đứng là xưa rồi, bây giờ phải là siêu âm, nếu mà không có xưa thì gì nào. Dạ, đây là một trường hợp mà tôi rất tiếc tôi không giữ được cái phim xoan. Bệnh nhân này 51 tuổi vô một người đau thực vị, chụp cái phim bụng đứng không có điểm hơi, làm siêu âm chẩn đoán cũng đặc rộng đúng không, không thấy nhìn hình siêu âm có thấy kỹ không, kỹ tự do thấy không? Đây là cái chuyện đó, có một bóng khí ở đây, một bóng khí ở đây, một bóng khí ở đây, đúng không? Cái này không có hình ảnh đẹp, không có hình ảnh đẹp, không có nhiều khí để tạo này, mà nên chỉ có một bóng khí ở đây, một bóng khí ở đây. Làm sao có điểm hơi được, đúng không? Điểm hơi là rất nhiều hơi nó tụ tập với mặt, còn ngoài bóng khí thì làm sao có điểm hơi. Thì cái này, nó là một trường hợp người ta mổ ra nó là điểm tác trạng, vì điểm tác trạng thì nó nhiều được, ít hơi. Thủng dạ dày thì nó biết nhiều hơn, chúng ta cảm thấy hơn. Còn là thủng mà túi thừa đại tràng là cũng không có nhiều hơn. Dạ, bây giờ một vài trường đại tràng cũng là không nhiều quá. Bệnh nhân này đau khắp bụng luôn, làm chưa mình thấy gì? Cái gì nó dày lên đây? Đó, cái thằng đại tràng nó dày lên, nó dày cách đối xứng, đúng không? Đây là đại tràng ngang, đây là đại tràng xuống, đây là đại tràng xuất mang. Cái dày đối xứng thành đại tràng nó tăng cái máu thì mình nghĩ đó là cái gì các chị? Viêm đại tràng đó thì nhân đây tôi nó luôn, lâu lâu tôi đọc trên giang hồ có cái kết quả siêu âm là cứ hơi đại tràng, rồi tôi nói cái này là vùng viêm bắt đầu thành vùng có cái mình cứ hơi đại tràng nào nó cũng có khí từ đó cũng có khí trong đại tràng, còn cái thứ nhiều hay ít là do cái hệ vi khuẩn trong đại tràng nó sinh ra. Cho nên là đừng bao giờ mà nói là cứ ký xong đại tràng nó chẩn đoán lầm cầm phải một là có bệnh, hai là không có bệnh. Đó. Rồi một số trường hợp thì chẩn đoán là bệnh nhân làm chưa nhưng chẩn đoán như đại tràng có nó tại có điểm, nhưng mà tôi thấy được có hai ca nó viêm rất là lớn thật, còn đa phần là giang hồ mà nói viêm đại tràng là coi như là bệnh nhân đau bụng vì chưa thấy gì hết chẩn đoán luôn người ta viêm. Thì đây là một cái viêm đại tràng rất là rõ, nhưng mà viêm đại tràng thì nó ngược lại mình thấy rất là rõ ở trên xưa. Thì đây là một trường hợp nó viêm toàn bộ đại tràng và nhiều khi nó còn viêm khu vực hoàn kỳ. Và nguyên tắc viêm là nó là viêm nó sẽ dày đầu tâm cái thành đại tràng, toàn bộ thành đại tràng nó dày lên, đúng không? Rồi nó có thâm nhiễm mở quanh cái đại tràng của viêm có thể có cái trình tự do trong bụng. Dạ. Bây giờ này mình thấy là sốt đau bụng, mình thấy cái thằng đại tràng nó dày lên rất rộng, đây là mình đang dùng nội soi bằng phép không phải là như mình đã thấy cái thằng đại tràng nó dày lên, đúng không? Và trên siêu âm thì cái gì thấy có cái đại tràng xuất mà dày lên, như vậy là viêm đại tràng mình chẩn đoán được ở trên siêu âm nên cái gì chẩn đoán rất là tốt, không nó dày động tâm nó tăng siêu âm, đó là một cái tên đại tràng tâm. Bệnh nhân này sốt đau mà sườn trái. Giờ cái gì cho tôi cái chẩn đoán đi. Cái này hình như nó cũng là một cái viêm, mà viêm thì bởi vì tôi nghĩ đến viêm là tôi thấy một cái gì mà bây giờ mình thấy cái gì mà để chẩn đoán.
Ừ, có một người nào nói đúng rồi đó. Mặc dù là cái giọng nó hơi có một nước mắt, nhưng mà không biết rồi đó. À, này đúng là cuối chùa. À, tại sao? Cái gì đây này? Đây là ký ở trong cái, đây là đại gạch xuống. Cái thành đại gạch xuống là này bình thường. Cái thành đại gạch xuống là này nó nghiêm dày lên. Cậu ý với tôi không? Đây là ký ở trong cái đại gạch xuống. Mình đang cắt ngang đó mà. Đúng không? Đây là cái túi thừa ở trên thành đại gạch. Ở đây là những cái khí ở trong túi thừa này, và cái hình ảnh mà nó hồi âm dậy quanh cái túi thừa này là cái hình ảnh không bị mở, đúng không? Đó, đó là biểu tượng thừa đại ca. Bây giờ rồi những cô biểu tượng thừa đại ca bình thường, phải nói ngay bình thường là mình không thấy được túi thừa, bình thường không đại nào chưa ông thấy được túi thừa, bởi vì cũng giống như là ruột thừa, bình thường hiếm khi thấy được ruột thừa, đúng không? Nhưng mà nó viên thì mình thấy túi thừa nó cũng như vậy, bình thường mình không thấy được túi thừa đâu, thì cái túi thừa nó nằm ở đâu? Thường nó sẽ nằm dọc cái khung đại tràng, thì đây là người ta vẽ những cái túi thừa đang bị viêm này, thì mình để ý cái thành ống tiêu hóa bình thường này, mà cái thành ống tiêu hóa mà chỗ của túi thừa nó viêm thì nó ngoài cái túi thừa nó viêm rồi thì cái thành ống tiêu hóa nó cũng cùng đè theo, cũng dày theo, thấy không? Tại sao nó viêm? Là bởi vì thường là những túi thừa nó hay yếu động phân trong đó, nó để dễ gây viêm. Người nào hay bị túi thừa thì những người nào mà ăn kích cầu nhiều thịt thì hay bị túi thừa. Đó, thành ra là cái gì nào mà ăn kích cầu thì đâu phải chừng đó, ăn nhiều rau lên đó là sẽ không bị túi thừa. Thì túi thừa bình thường là mình không thấy được thì chưa, còn viêm túi thừa mình thấy được hình ảnh gì? Cái thứ nhất là luôn luôn kết hợp viêm viêm đại tràng. Lúc này mình thấy cái nặng đó, túi thừa đó nó viêm thì cái thành đại tràng hay cái bệnh nó phải dày lên. Cái thứ hai là khí trong túi thừa nó tạo nên cái thứ ba là nó thâm nhiễm ở quanh cái túi thừa bị viêm, cái thứ tư là tăng lấy máu và vùng viêm nhiễm có phản ứng, và vị trí là mình hay gặp đại tràng xích ma, đại tràng trái có khi là đại tràng phải, nhưng chưa ông không nói được cái đó. Nếu chưa ông không khẳng định được thì lúc đó mình phải làm gì đi. Bây giờ mình nói đây một trường hợp đau ở trong mạng thôi, trong mạng thì luôn luôn nghĩ đến cái ruột thừa đầu tiên, đúng không? Thế nhưng mà mình cắt dọc đây là cái đại tràng lên, mình thấy cái thành đại tràng lên nó dày, đúng không? Rồi cạnh đó nó có một cái khối hồi âm dày và có cái bóng lưng dơ đó, cái này mình sẽ nghĩ đến là phải chừng nó là một cái túi thừa đó thì đó, TCD thì đây là một cái viêm túi thừa đó. Đó, như vậy là không phải là cứ đau chứ không phải là túi thừa, mà đây là viêm túi thừa, đúng không? Trường hợp này rất là đẹp cho mình xem. Bệnh nhân đau mặt sườn bên phải, đây là mình cắt ngang cái đại tràng phải, đại tràng lên đó. Thế gì đấy, đây là cái thành đại tràng nó phù nề lên, và đây mình thấy nó có một cái túi thừa này, đây là ký ở trong túi thừa này, đây là tâm mẻ hình sinh chỉ, đây là cổ túi thừa này, đây là tâm nhiễm mở quanh túi thừa này, đây là một cái hạch, đây này mình ngồi dùng cái này cái hạch phản ứng. Bây giờ như vậy là mới đây là đó, cái gì ký đây là trong đại tràng là cái rõ không? Rất rõ, đúng không? Như vậy là đây là không nó đau mà trường hợp như trường hợp này là viêm túi thừa đại tràng, đúng không? Mình cho là CT lại thì là CT này nó làm thì còn không tốt lắm, cho nên nó còn xấu hơn cái siêu âm ở đây là không? Cái này là siêu âm còn đẹp hơn là CT. Dạ. Bệnh nhân này đau ở cái vùng mặt sườn phải, đây là tôi đang dùng cái đầu dòng bằng cách không nhịn và tôi thấy cái thành đại tràng ở cái đại tràng đây này nó phù nề, và quan trọng là tôi thấy ký ở trong thành đại tràng nó lan ra ngoài như thế này, anh nhìn hình dung đâu, và tôi đổi qua đầu dò là niềng, đây là cái thành đại tràng nó phù nề lên và đây ký nó lòi ra ngoài này, vậy đây là một cái sườn bị, đúng không? Mình làm CT thì mình thấy đây là một cái túi thừa viêm gì đó, nằm trên viêm túi thừa đại tràng. À, viêm túi thừa đại tràng là nội khoa hay ngoại khoa? Nội khoa, ngoại khoa. Bây giờ mình qua đầu của chỗ phải. Bệnh nhân này có thai 9 tuần 2 ngày. Đầu của chỗ phải có đi làm CT không? Là chưa. Chưa chẩn đoán được không? Được.
thấy sao? Mình thấy được một cái dấu hình bia ở dòng phải, phía sau nó là cái ngân tràng nó bị viêm rất là dữ. Nên nhớ rằng là khi mà viêm ruột thừa thì rất nhiều trường hợp nó có viêm ngân tràng kết hợp, vừa ruột thừa viêm vừa ngân tràng viêm, đúng không? Đó, thì đây là một cái trường hợp mà ruột thừa và ngân tràng nó cùng viêm. Thế nhưng trường hợp này bắt buộc phải mổ cắt ruột thừa cho người ta. Đây là một cái viêm ruột thừa cấp điển hình. Rồi, bây giờ mình qua cái chủ đề viêm ruột thừa cấp. Thì bây giờ các chị phải chịu khá nghe những cái điều nó hơi không bình thường. Tiêu chuẩn ngày xưa giờ mình cứ học là cứ trên 60 mm, đúng không? À, tôi là cũng phải thay đổi được, vợ là không được thay đổi thôi, bài vợ là phải thay đổi, đúng không? À, đúng được rồi vợ, nên là chỉ có đổi bài thôi. Thì thấy rất là cái gì đấy là tiêu chuẩn bây giờ là đường nước ngoài nó là 7 mm, dùng cho cả xưa cả CT và phần tử luôn. Và người ta lý giải là sao, nếu mà dùng tiêu chuẩn trên 6 thì độ nhạy là 100% chuyên biệt là 6.4, và nếu dùng cái cường kính nó trên 7 thì độ nhạy nó giảm xuống còn 94 mà chuyên biệt lên đến 88. Chính vì vậy người ta ưu tiên dùng nó là 7. Còn nếu mà 6, từ 6 đến 7 mm thì người ta làm, nếu mà lúc này nó dầu cho máu nữa thì người ta cũng chuyển đoán là đó. Cũng giống như viêm tuyến mật thì mình phải làm cái mắt lúc này trên siêu âm thì dùng tính, tức là ấn cái đầu nhỏ này túi thừa và cả cái viêm ruột thừa nó không rẹp ở bên cạnh đầu chó, nó thâm nhiễm mỡ và ruột thừa, nó cũng giống như là thâm nhiễm mỡ và túi thừa này nên là nó không dài. Rồi nó thêm nữa là có thể có sỏi ruột thừa, bởi vì nếu có sỏi mà nó kẹt ở ngay gốc là rất là dễ bị thủng cái ruột thừa. Thì người ta ghi nhận là chó thường là vị trí khởi đầu viêm nhiễm và thủng đối với người ta. Dạ. Như vậy thì các chị thấy đây là một cái ruột thừa viêm, đó tùy theo cái mức độ mà nó hay kèm theo sỏi. Dạ. Và nên nhớ rằng là tỷ lệ cái ruột thừa mà nó quặn ngược nhiều hơn là ruột thừa tư thừa, tỷ lệ nó cao hơn. Chị lưu ý điều đó. Và các chị thấy đây là một cái áp xe ruột thừa, nhưng mà thường bây giờ ít khi mình để cái áp xe việc thừa viêm là chẩn đoán là điều gì khác rồi. Trong cái siêu âm thì cái siêu âm đẻ luôn luôn phải làm để chẩn đoán ruột thừa viêm. Thì có một lần sau khi tôi dạy xong thì có một em hỏi đấy này, mình đẻ thì cái ruột thừa nó về nó không có dễ gì cả đâu, nhưng mà nếu mà không đẻ thì sao chẩn đoán được, đúng không? Mình phải đẻ để chẩn đoán được cái ruột thừa viêm. À, cho nên nếu mà không đẻ mình có thể bị dễ. Ví dụ như đây, bệnh nhân cũng đau mơ hồ vùng bụng, mình làm siêu âm mình thấy đây là cái ruột thừa, mình cắt ngang đây là cắt dọc, đúng không? Hình bia rõ ràng và đẹp, đúng không? Nhưng mà khi mình đẻ thì mình thấy cái bia thì nó đẹp hoàn toàn, thì mình loại trừ hay không, đúng không? Đó, đó cái gì đó, hình bia rất là đẹp đó. Nhưng mà mình đè là nó sẽ đẹp này thì mình loại trừ. Dạ, bệnh nhân này số đau chậu phải có ruột thừa viêm không các anh chị? Có đó, để ý đây là cái manh tràng nó viêm này, đây là cái ruột thừa này, đó nó sưng ra này. Đang đang dùng đầu dò con vét chứ chưa có làm gì này, đó để cái ruột thừa. Như vậy là trên con vét đôi khi mình cũng thấy cái ruột thừa viêm rất là tốt. Những trường hợp này mình sẽ tăng cái tần số đầu dò, mình giảm cái độ sâu và sát chuyển qua cái đầu dò này thì mình thấy đây cái ruột thừa nó sưng to, thấy chưa? Đó sưng to này, viêm rất là to. À, luôn luôn phải đẻ đầu dò, chẳng qua đó là cái đầu ruột thừa viêm nó không có đẻ đẹp. Thế ruột thừa rõ không phải gì? Rất là rõ, đúng không? Cái ruột thừa viêm nó hình viêm, đó nó chạy dài lên như thế này, ở trong đó nó có thể có sỏi cân ở trong ruột thừa, đúng không? Và đừng bao giờ quên đẻ đầu dò trên lá cắt ngang. Khi mà đẻ thì không thể nào nó sẽ được. Bây giờ ruột thừa viêm kèm theo viêm cho nó đẹp là được. À, dạ, đôi khi mình thấy hai cái ruột thừa, thực ra nó không phải hai, mà bởi vì cái ruột thừa nó không còn lại cái gì đó, cái ruột thừa nó mắc lại như này, cắt buông bóp xuống mình thấy hai cái hình kia, mà thực ra nó không còn một cái này, mình thấy nó tăng lưới máu ở thành ruột thừa, mà để thấy tăng lưới máu thì mình nên nhớ rằng là gì, mình để cái thang tốc độ màu thấp cho cái này tôi để 7 mm, à 7 cm như vậy tôi thấy rồi, mà lý tưởng mình để 3 đến 5 thì nó nhẹ màu hơn,
để cái hộp màu nhỏ hơn có thể dùng cho các bạn ăn được đó, thế tôi nói tốt rồi.